cái mà cứu sống cho tôi chính là đầu tiên là chính là cái chườm đá cách đây 5 năm ha. 5 năm. Và khi tôi chườm đá vô á thì những cái mà từ trước đến nay á là biến mất hết. Một cái điều kỳ lạ, nhưng mà tôi không có phải là làm trong phút chốc đâu, cho nên mọi người á là cố gắng là mình phải có thời gian. Đó. Phải có 6 tháng, 1 năm rồi đi xét nghiệm, rồi đi làm siêu âm mạch máu lại và làm đi làm lại suốt 5 năm nay. Cực kỳ quan trọng trong cái vấn đề mà của sử dụng cái chuyện mà nhiệt liệu pháp đó, tức là dùng cái sức nóng để chữa bệnh. Thì mọi người biết đó là lúc trước tới giờ đó, là ở Việt Nam mình đó, là cái phương pháp mà dùng nhiệt để chữa bệnh là cái chuyện bình thường rồi. Mỗi lần mà mình cảm ho gì đó thì ở nhà mình thì có lá bưởi rồi đó, hương nhu, é tía, ngũ trảo rồi này nọ, rồi lá lốt gì đó, người ta bỏ vô cái nồi ta nấu nước sống. Hoặc là sau này thiện hơn nữa là họ lấy ancol đó, rồi lấy dầu gió xanh đó, nhỏ vô để mà tỏa đốt ra cái hơi nóng để mà xong. Thì cái đó là cái phương pháp không phải chỉ ở Việt Nam mình dùng, mà trên thế giới người ta dùng rồi. Nhưng mà ở trên thế giới người ta dùng cái phương pháp sauna thì họ làm cái nóng có vẻ hiện đại hơn. Mà bây giờ tất cả những cái chỗ mà massage rồi họ cũng đã làm phương pháp đó à, cũng xông nóng rồi này nọ các thứ, rồi xông khô, xông ướt rồi đủ các thứ à. Nhưng mà từ trước đến nay á, là người ta dùng cái sức nóng để mà chữa bệnh. Nhưng mà trên thực tế chưa có ai mà lý giải cho chúng ta cái cách mà tại sao dùng cái sức nóng để chữa bệnh. Ta chỉ nói sơ sơ là ra mồ hôi rồi này nọ các thứ. Người ta cũng biết rằng là khi nhiệt lượng trong cơ thể tăng lên, có nghĩa là sức đề kháng của con người tăng lên. Mà sức đề kháng của người tăng lên ấy, thì là chống lại được vi khuẩn, vi trùng, thậm chí là virus. Mà virus đó không phải là mình nói là chữa, nhưng mà khi cái sức đề kháng mình tăng lên rồi thì virus nó phải chịu đầu hàng bởi cơ thể của mình. Khi tôi mới ngồi tôi suy nghĩ, đắp vô cái vùng gan, mà tôi áp dụng cái này hoàn toàn là trên cơ sở khoa học. Có nghĩa là 1 giờ đồng hồ 60 lít máu nó đi qua gan. Nếu như chúng ta đắp thẳng ra vô gan và chúng ta tăng nhiệt lượng ở đó, thì trong cái lượng máu của người ta là nữ 4 lít rưỡi, nam thì 5 lít. Nếu mà làm ấm cái dòng máu đó, nó sẽ đi khắp mọi nơi, bị cái hệ thống tuần hoàn là không chỗ nào nó tới. Từ suy nghĩ đó thì tôi mới dùng cái đá. Thực ra cái đá mà chúng ta đang làm đó là đá lửa, nhưng mà ngày xưa ta nói đá đó là đá massage, nói thẳng luôn. Nhưng mà bởi vì cái hiệu quả của nó bất ngờ quá, cho nên từ cái đá massage tôi nói, nếu như nó làm một cái chuyện vĩ đại như vậy, nó làm cho cơ thể mình tăng cường sức đề kháng, nó chữa bệnh tốt như vậy, mà chúng ta vẫn tiếp tục dùng cái tên massage thì tội cho nó quá. Tôi mới đổi thành cặp đá diệu kỳ, tại vì nó kỳ diệu thiệt. Đó là bắt nguồn từ cái chuyện đó. Và bản thân tôi là cái người áp dụng đầu tiên việc cái chườm đá đó. Bởi vì trong tất cả từ nhịn ăn này, hút không khí này, chườm đá, mọi người nên nhớ một điều này. Trước khi mà tôi nói cái đó cho mọi người nghe, là những cái đó là tôi đã thực nghiệm hết rồi ở bản thân của chính mình. Bản thân của tôi là cái gì? Thứ nhất là lái xe thì ngủ gục. Ai mà lái xe rồi mà từ ở đây đi Vũng Tàu tôi ngủ 3 lần, không ngủ là chịu nổi. Nhưng mà sau này mới biết là cái chuyện mà ngủ gục của mình á, chứ là nhiều khi mình choáng váng rồi mình bị này nọ đó, thì do cái sơ vữa động mạch. Và cụ thể là cái động mạch cánh tay của tôi nó bị tắc hoàn toàn. Tôi vô bệnh viện thống nhất á, làm siêu âm mạch máu, mấy ông đề 95% tắc cái mạch máu, động mạch cánh bị tắc, mà động mạch cổ bị tắc luôn. Cho nên tôi mới hồi xưa cứ mỗi cổ mỗi đồ mà mình không có giải quyết, mình không có nắm được cái cách để xử lý. Cholesterol trong máu luôn luôn cao, acid uric luôn luôn cao, gan nhiễm mỡ. Và thưa với mọi người, bác sĩ Đức là người chữa tôi, chuyên về tim mạch chữa cho tôi, và thuốc tôi uống không biết bao nhiêu năm trời, một tháng mới hết một triệu mấy hai triệu đồng, nhưng mà tất cả đều như vậy hết.
Thì cái mà cứu sống cho tôi chính là đầu tiên là chính là cái chùm đá cách đây 5 năm ha. 5 năm. Và khi tôi chùm đá vô á thì những cái mà từ trước đến nay á là biến mất hết. Một cái điều kỳ lạ, nhưng mà tôi không có phải là làm trong phút chốc đâu, cho nên mọi người á là cố gắng là mình phải có thời gian. Đó. Phải có 6 tháng, 1 năm rồi đi xét nghiệm, rồi đi làm siêu âm mạch máu lại và làm đi làm lại suốt 5 năm nay. Hốt đi anh em. Chùm gan nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133 635, Hà Nội 0326 811 258. Để có trong tay đá chườm gan cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823, Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.